Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin giải trí. Và bây giờ là tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Cận cảnh biệt thự chục tỷ rộng hơn 200m² ở Sài Gòn của Nhật Kim Anh. Vài năm trở lại đây đánh dấu những bước chuyển mình rõ rệt trong sự nghiệp của Nhật Kim Anh. Cô bước ra khỏi vai trò ca sĩ và rất thành công với vai trò diễn viên trong nhiều bộ phim ấn tượng. Ngoài ra, Nhật Kim Anh cũng gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Vào tháng 3 năm 2019, Nhật Kim Anh cho biết đã tích góp và sắm cho mình một căn biệt thự nằm trong khu đô thị cao cấp thuộc huyện Bình Chánh. Cô bảo đây là thành quả cả một thời gian dài cật lực cày cuốc dành dụm, cộng với số tiền bán đi căn hộ ở quận 5 mới đủ tiền để tậu riêng cho mình một tòa ấp đúng nghĩa. Biệt thự của Nhật Kim Anh nằm trong khu Camellia Garden, nằm tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây có vị trí đắc địa, hướng nhìn đẹp gần công viên và thuận tiện cho việc sinh hoạt. Nữ ca sĩ tiết lộ khi mua lại ngôi nhà, cô hoàn toàn tự thiết kế và cấu trúc lại theo ý thích. Nhật Kim Anh mất khoảng 5 tháng để giám sát thi công từ xa và nhiều lần yêu cầu thợ làm lại vì không ưng ý. Điểm nhấn trong khu biệt thự này là hồ cá rộng, đẹp bao quanh nhiều cây cối, tạo sự tươi mát, thoáng đãng cho ngôi nhà. Một bàn uống trà cũng được đặt tại đây để nữ ca sĩ cùng bạn bè có thể ngồi tán gẫu cùng nhau. Trong ngày tổ chức tiệc tân gia, cô đã mời nhiều anh em nghệ sĩ tới tham dự như Cao Thái Sơn, Thúy Nga, Kiwi Ngô Mai Trang. Một góc khác của biệt thự có nhiều cây xanh và hoa hồng. Cũng từng có một căn hộ nhỏ ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhật Kim Anh mới thấy hạnh phúc ngọt ngào vì tất cả do một tay cô tạo dựng. Bên cạnh hồ cá, cô cũng đặt một tượng Phật Quan Âm. Điều đặc biệt, màu chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Khi được hỏi về trị giá của căn nhà, nữ ca sĩ từ chối trả lời với lý do không thích khoe khoang. Một góc chụp từ trên xuống của căn biệt thự. Từng góc có biệt thự đều được chăm chút, bài trí phù hợp với quan điểm sống, gu thẩm mỹ của chủ nhân. Nhật Kim Anh cũng theo đạo Phật nên cô chăm chút khu thờ cúng kỹ lưỡng. Tại hồ cá, cô hay ngồi thiền, tìm lại sự cân bằng, tĩnh tâm khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Người đẹp còn có thói quen đọc sách, kinh Phật và những tác phẩm dạy đối nhân xử thế. Về tổng thể, căn biệt thự toát lên vẻ yên tĩnh và thanh tịnh. Trước đó, vào ngày 14 tháng 7, người hâm mộ vô cùng lo lắng khi Nhật Kim Anh thông báo về vụ trộm mất hơn 5 tỷ đồng tại nhà riêng. Được biết, trên đường đi công tác từ Cần Thơ về, thông qua kiểm tra camera, thì Nhật Kim Anh phát hiện hai két sắt đặt trong phòng ngủ bị phá. Trở về nhà, Nhật Kim Anh choáng váng khi toàn bộ tài sản trị giá khoảng 5 tỷ đồng trong két đã biến mất. Trong đó gồm có 100 lượng vàng SCG, nữ trang và tiền mặt. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đành hủy một số công việc cá nhân, báo cáo sự việc lên công an để điều tra tìm thủ phạm. Ngay sau khi thông tin nhà Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập, đồng nghiệp và người hâm mộ liên tiếp gửi lời chia buồn. Trên một số diễn đàn mạng, nhiều khán giả cho rằng nguyên nhân khiến cô bị kẻ gian khua khoắng chính là do sự bất cẩn của mình. Lý do khán giả đưa ra xuất phát từ việc vào tháng 3 năm 2019, Nhật Kim Anh công khai khoe trọn biệt thự tiền tỷ, không chỉ đăng tải hình ảnh mọi ngóc ngách của căn biệt thự, nữ ca sĩ còn khoe toàn bộ phòng ngủ với khối tài sản khủng sau nhiều năm làm việc cật lực. Đặc biệt, hình ảnh nữ diễn viên say sưa thử các loại vòng, lắc vàng, đá quý cũng được tung lên mạng xã hội. Thời điểm này, nữ ca sĩ tiết lộ cô có nhiều phụ kiện, giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Tổng giá trị tủ đồ ước tính nhiều tỷ đồng. Không những thế, bức ảnh Nhật Kim Anh ngồi bên hai chiếc két sắt trong phòng ngủ cũng được công khai rộng rãi. Từ những điều trên, khán giả khẳng định việc nhà Nhật Kim Anh bị đột nhập và lấy đi số tài sản lớn là điều không khó tránh khỏi. Tuy nhiên, đến nay thì sự việc đã trôi qua gần 6 tháng, nhưng phía công an vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Diễn viên Nhật Kim Anh, tự mình là đại gia của chính mình thì vẫn hay hơn. 3 năm qua, với những sóng gió liên tục ập đến, khi hôn nhân đổ vỡ sau 2 năm gắn bó, trộm đột nhập vào nhà cõm đi số tiền hơn 5 tỷ trong nhiều năm tích góp. Nhật Kim Anh cho biết hiện tại cô đang nỗ lực cân bằng lại cuộc sống. Nhật Kim Anh xuất phát điểm là một nữ ca sĩ, nhưng đến nay nhiệt huyết của một diễn viên tay ngang của cô nhận được cảm tình của công chúng. Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật miệt mài,
Nhật Kim Anh sở hữu khá nhiều bản hit và hơn 30 vai diễn ấn tượng. Mới đây trở lại truyền hình với vai chính trong bộ phim được lấy bối cảnh Nam Bộ những năm 1950. Tiếng sét trong mưa, nữ diễn viên gốc xứ Thanh chia sẻ, đây là vai diễn kinh điển nhất trong sự nghiệp của mình. Nhật Kim Anh tâm sự, cô đã từng vào nhiều vai phụ nữ nghèo khổ, chịu thương, chịu khó. Nhưng Thị Bình trong Tiếng sét trong mưa có nét riêng biệt. Nữ diễn viên đã phải dùng hết mọi tâm trí để lột tả rõ nét Thị Bình từng giai đoạn khác nhau, sao cho thuyết phục khán giả. Ở mỗi giai đoạn cô cũng phải diễn cho ra chất độ tuổi. Khi nhân vật còn trẻ thì phải có nét hồn nhiên, trong sáng. Đến khi trung niên là sự từng trải, sóng gió, cay đắng. Rồi tuổi 60, nhân vật đi đứng thế nào, cách nói chuyện cũng phải chú ý, diễn cho đúng chất. Khán giả theo dõi Tiếng sét trong mưa dễ dàng nhận thấy trong phim có khá nhiều cảnh nhân vật Thị Bình bị đánh bầm dập, cảm giác rất chân thật. Bật mí về những cảnh quay này, Nhật Kim Anh cho biết đó là những cảnh quay hoàn toàn thật. Vì mặc dù diễn viên đã có miếng lót đệm trong người, nhưng không may bản diễn bận diễn sâu, nên toàn đánh vào chỗ không có đệm, thế là cô hứng đủ đòn roi. Thậm chí cảnh nhân vật Thị Bình bị ném xuống giếng được quay ở hồ bơi, phải quay từ 10 giờ sáng mà đến 20 giờ tối mới xong. Vì cứ ném xuống cô lại trồi lên. Sau đó ekip lấy hai cục tạ cột vào chân diễn viên để cô chìm hẳn xuống mới hoàn thành được phân cảnh đó. Đây là vai diễn kinh điển trong sự nghiệp của tôi. Vì khả năng diễn tả nội tâm nhân vật, phim lấy nước mắt của tôi rất nhiều. Những cảnh cảm xúc đến nỗi khi nhắc lại cũng khó kìm nén nước mắt. Điều hối hận nhất trong suốt thời gian qua của cô chính là kết hôn. Theo chia sẻ của Nhật Kim Anh, thời điểm 2 năm trước khi khởi quay bộ phim Tiếng sét trong mưa, cũng chính là lúc cuộc hôn nhân của Nhật Kim Anh đi đến hồi kết, đường ai nấy đi. Sau khi ly hôn, chia sẻ về mối quan hệ khá ồn ào với chồng cũ, Nhật Kim Anh cho hay cô chủ động nhường quyền nuôi con cho chồng, chứ không phải mất quyền nuôi con như lời đồn. Đến hiện tại, Nhật Kim Anh cho biết khi nhìn lại cuộc sống 10 năm qua, điều cô hối tiếc nhất là chuyện lấy chồng. Dù vẫn luôn cảm ơn con đã đến với đời tôi, nhưng đáng lẽ ra tôi không nên lập gia đình để bây giờ mình phải đổ vỡ như thế này. Tôi, con tôi hay ai đều cũng khổ cả. Tôi không muốn cảnh này xảy ra, thà rằng tôi cứ sống một mình còn hơn lập gia đình mà không hạnh phúc. Chỉ trong một thời gian ngắn, kết hôn rồi đổ vỡ, và mới đây nhất khi chưa kịp lành vết thương tình cảm, thì Nhật Kim Anh lại bị trộm đột nhập lấy mất 5 tỷ đồng. Nữ diễn viên cho hay, trong thời gian qua quá nhiều mất mát từ tình cảm đến tiền bạc. Thậm chí trước đó tôi còn suýt chết trong một tai nạn xe lúc đi công việc ở Cao Bằng, khiến tôi suy sụp. Có lúc tưởng chịu không nổi, nhưng tôi là người sống hơi thiên về tâm linh, nên tôi nghĩ chắc kiếp trước mình gieo gì nên kiếp này phải trả. Tôi nghĩ vậy để mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Mình không thể mãi ủ rũ khóc lóc, bởi có làm vậy cũng không giải quyết được gì. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Nhật Kim Anh cho biết hiện tại cô chỉ lao vào làm việc vì nghĩ, nếu mình nghĩ thì ai làm, đâu có ai nuôi mình đâu. Đặt câu hỏi về chuyện ly hôn đã qua, một sự nghiệp đang lên, liệu cô đã nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa? Nhật Kim Anh thẳng thắn thừa nhận, hiện tại cô chỉ sẵn sàng cho công việc, chứ chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Đời tôi đến giờ phút này vẫn chưa có người đàn ông nào lo lắng cho mình. Tặng nhà, tặng xe, cho tiền xài, nhưng người ta vẫn làm tưởng về nghệ sĩ. Hầu như mọi thứ đều do tôi tự cố gắng, tự gây dựng. Cuộc sống hiện tại của tôi không cần ai hỗ trợ. Tự mình là đại gia của chính mình thì vẫn hay hơn. Bây giờ tôi muốn sống một cuộc sống tự do. Trên thế giới này vẫn có nhiều người phụ nữ độc thân vẫn sống tốt đó thôi. Và tôi đang là một trong số họ, Nhật Kim Anh chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất.